Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, cổng ra vào hay cửa chính là nơi để lại ấn tượng đầu tiên của khách về mỗi gia đình, cũng là nơi cần tiếp xúc đầu tiên. Hơn nữa, nó cũng là nơi gia chủ đi lại hàng ngày, là cửa kết nối với sự riêng tư của gia đình với thế giới bên ngoài. Vì vậy, cửa chính là bộ phận được đặc biệt chú ý trong phong thủy. Nó có thể đem lại tài lộc cho gia chủ. Vì vậy, những gì xung quanh chính chúng ta đều cần quan tâm chú ý để có thể giải hung và mang lại vận khí tốt nhất cho ngôi nhà của bạn. Chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ cho quý vị một số lỗi mà nhiều gia đình hay mắc phải, khiến cho tiền bạc đều tiêu tan dần, tài lộc bay đi. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là để thảm bẩn trước cửa. Để thảm chân ngay trước cửa ra vào là thói quen của rất nhiều gia đình. Tuy nhiên, nó sẽ rất nhanh bẩn do giày dép dẫm vào. Theo phong thủy, thảm cửa có thể chặn được vận xấu ở bên ngoài và đem vận xấu trong nhà đi ra, nên nó luôn phải được giữ sạch sẽ, khô ráo. Để rác trước cửa nhà. Người xưa cho rằng cửa chính là lối đi, đón thần tài vào nhà. Việc để những thứ không sạch sẽ, có tính sát khí như rác thải trước cửa nhà sẽ gây nhiễu, ảnh hưởng tới luồng khí, vận may. Đôi khi, cửa được xây dựng ở vị trí tốt, hợp phong thủy, nhưng vì túi rác mà mọi thứ bị đảo lộn, không theo ý muốn. Công việc, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Bởi vậy, tốt nhất nên vứt rác đi và không được để chúng trước cửa để giữ vệ sinh sạch sẽ và cũng là để không phạm phong thủy. Cây chết héo để trước cửa nhà. Việc để cây khô héo, chết trước cửa nhà là một điểm xấu và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự thịnh vượng của gia chủ. Chính vì vậy, các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, ngay khi thấy cây có dấu hiệu khô héo, chết thì bạn cần nhổ bỏ ngay hoặc lúc mới trồng nên chọn những cây khỏe mạnh, tránh những cây rụng hết lá. Trong việc chăm sóc cây cũng nên tưới tắm thường xuyên để cây xanh tốt, nên ngắt bỏ những lá úa và cành cây khô. Đinh tán trên cửa. Trong phong thủy, khuyên bạn không nên đóng đinh lên cửa nhà mà bạn hãy dùng các loại móc để tốt nhất. Phong thủy cho rằng dù bạn đóng đinh lên cửa đem lại sự tiện lợi cho các việc che móc quần áo hay các vận dụng khác thường thì chính nó cũng đem lại những điều xui xẻo. Khi đóng đinh lên cửa sẽ làm cho tiền tài của gia đình bạn bị thất thoát. Cửa gỗ được xem chính là sự đại diện cho tài lộc, tài vận của gia đình. Bởi vậy, thói quen này của chúng ta nên được loại bỏ. Trồng cây quá to, tán rộng trước cửa chính. Đây là sai lầm phong thủy cơ bản mà rất nhiều người mắc phải. Mọi người thường nghĩ rằng trồng cây xanh to, tán rộng trước cửa sẽ tạo bóng mát, giúp không khí thoáng đãng hơn. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Theo các chuyên gia phong thủy, cây cao, tán rộng, mọc ngay trước cửa kính sẽ chắn đi phần lớn ánh sáng, gió, khiến ngôi nhà của bạn chìm trong bóng tối, u ám, âm khí phát triển mạnh, gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe, công việc của gia chủ. Nếu không thể chặt bỏ cây, ít nhất bạn hãy loại bỏ những cành, tàn lá xung xuê để tạo nên sự thông thoáng. Để góc nhọn chiếu thẳng vào cửa chính. Một trong những điều chúng ta cần lưu ý trong phong thủy trước cửa nhà đó chính là không thiết kế cửa đối diện với góc tường. Góc tường ở đây chúng ta có thể hiểu một cách cụ thể nhất, đó chính là góc tường của cửa cổng. Bạn thiết kế cửa quay ra và đối diện với góc tường của nhà hàng xóm bên cạnh. Theo phong thủy, nếu như thiết kế kiến trúc loại cửa như thế này thì sẽ đem lại ảnh hưởng cho gia đình bạn, gặp nhiều xui xẻo. Mở cửa thấy gương. Xét về phương diện tâm lý học, buổi tối về nhà bạn chưa kịp bật điện mà đã mở cửa thì đã thấy bóng mình lù lù xuất hiện trong gương sẽ khiến tinh thần hoảng sợ, hoang mang, sẽ liên tưởng tới người âm, đêm ngủ hay mơ màng, bị bóng đè, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Về phong thủy, gương là vật xui, còn có tính phản xạ rất mạnh.
Nếu để gương đối diện với cửa chính thì nó sẽ chặn không cho thần tài vào nhà. Mọi luồng khí tốt, sự may mắn vừa xuất hiện đã bị đẩy ngược ra bên ngoài. Đặc biệt, gương càng lớn thì càng ảnh hưởng không tốt đến nữ chủ nhân. Mở cửa cầu thang. Mở cửa thấy cầu thang nhất định sẽ bị hao tài, tốn của. Khi xây dựng nhà theo kiến trúc này, nhiều người không biết rằng chính nó sẽ làm cho nguồn năng lượng phong thủy sâu vào nhà bạn một cách bất ngờ và tập trung không bình thường ở những tầng cao hơn hoặc thấp hơn. Điều đó làm cho căn nhà của bạn bị nhiễu khí, gia đình không ngừng sa sút cả về tiền bạc lẫn sức khỏe. Nếu không thay đổi căn nhà khác thì cách tốt nhất là bạn nên mua một bức bình phong để chắn cửa nhà với cầu thang để năng lượng tạt ra hai bên và đi thẳng vào nhà. Mở cửa ra đã nhìn thấy tủ lạnh. Không nên để tủ lạnh đối diện với cửa chính, bởi vừa mở cửa mà thấy vật này ngay sẽ khiến cho gia chủ lao đao, lận đận. Vất vả làm cật lực cả năm trời mà cuối cùng không có xu nào trong tay, mãi cũng không giáo lên được. Việc gì bạn cũng phải cố gắng gấp 2, 3 lần người bình thường nhưng vẫn không có được kết quả như ý. Đó là còn chưa kể đến việc bị kẻ gian hãm hại, người ghen ghét nói xấu sau lưng, ảnh hưởng tới sức khỏe, chuyện học hành của con cháu đời sau. Tủ lạnh chỉ nên để góc trong nhà, vừa gọn, vừa tránh phạm phong thủy. Mở cửa gặp bình hoa. Theo phong thủy, mở cửa gặp bình hoa vốn là điểm tốt. Tuy nhiên nhiều gia đình lại hay mắc phải lỗi này với suy nghĩ có thêm bình hoa trang trí sẽ trang nhã hơn. Các chuyên gia phong thủy lý giải bình hoa sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, gây ra vận đào hoa xấu cho những người trong gia đình. Vì thế, như thường gặp thì người thứ ba chen chân hoặc những đôi đã có tình nhưng trục trặc mãi không làm đám cưới. Vậy nên, tuyệt đối không bao giờ được bày trí hoa gần cửa. Quý vị thân mến, trong phong thủy, cửa chính là một trong những thứ quan trọng cần được lưu ý khi thiết kế nhà mới, xây nhà hoặc mua lại một ngôi nhà. Cửa chính quyết định đem đến sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn của gia chủ. Vì vậy, các vấn đề xoay quanh việc thiết kế nhà cửa chúng ta cần đặc biệt tuân thủ và có thể kể đến như hướng đi của mình. Cách bố trí, màu sắc, làm sao mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ tới quý vị những lưu ý phong thủy của cửa chính ngôi nhà. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mẹo thiết kế cửa ra vào phù hợp theo cung mệnh ngũ hành. Nếu bạn là người mệnh hỏa, nên xây cổng có nhiều nét nhọn hay vắt chéo, cổng nên sơn màu đỏ hoặc nâu. Nếu bạn là người mệnh thổ, nên chọn cổng có kiểu dáng vuông vức, tường rào gây bằng gạch đá. Tổng thể của cổng và hàng rào nên chọn màu nâu hoặc vàng. Nếu bạn là người mệnh kim, nên chọn cổng có hình cong tròn, màu xám ghi hoặc màu bạc. Trắng và vật liệu làm cổng là kim loại như sắt, inox, nhôm. Nếu bạn là người mệnh thủy, nên chọn cổng có màu xanh biển hay màu đen, kết hợp hoa văn uốn lượn mềm mại. Còn nếu bạn là những người mệnh mộc, nên chọn cổng làm bằng gỗ hay cổng sắt có họa tiết hoa lá và sơn màu xanh lá cây. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ tới quý vị một số điều kiêng kỵ khi thiết kế cửa ra vào mà các gia chủ cần ghi nhớ để tránh phạm phải các sai lầm đáng tiếc, chuốc họa cho cả gia đình. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình. Căn nhà không được đối diện với thang máy. Với những căn hộ chung cư, trong phong thủy, nếu cửa nhà đối diện với thang máy sẽ hình thành vấn đề nhìn ngó của người qua kẻ lại, gây phiền phức. Khi cửa thang máy và cửa nhà đồng thời mở, mọi việc trong nhà đều có thể nhìn thấy hết. Chủ nhà có cảm giác bị soi mói, khiến cho bí mật riêng tư của cuộc sống không được đảm bảo. Hơn nữa, theo phong thủy, người ta vừa tạo ra âm thanh lạc loạn, ảnh hưởng tới chất lượng của những gia đình, lâu dần tự nhiên ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Nên tránh cửa chính và cửa sau thẳng hàng với nhau. Phong thủy nhà cửa, đặc biệt đối với những người kỵ cửa trước, cửa sau là một đường thẳng. Cửa sổ trước cũng không được nối liền thành đường thẳng. Điều này giống với hình ảnh cửa có thể nhìn thấy hết toàn bộ ngôi nhà, khí vào không tụ mà tán cũng không đi. Trong trường hợp này, phong thủy của ngôi nhà phải tàng phong tụ khí, tức là khí vào cửa chính, không nên để đi thẳng ra sau nhà. Theo thuật phong thủy, cửa sân vườn cũng không nên nối với cửa chính của ngôi nhà, tạo nên một đường thẳng. Cửa sân vườn, cửa nhà và cửa phòng ngủ nối thành một đường thẳng, gọi là xuyên tâm sát, chủ về hung họa, đường sát và xuyên tâm sát để dễ xảy ra chuyện thị phi, bệnh tật, kiện tụng, gặp chuyện ngoài ý muốn, phẫu thuật, đổ máu, suy bại tiền bạc, cô độc. Vì vậy, để hóa giải cửa nhà và cửa vườn nên mở hơi lệch nhau.
nếu không thể mở lệch, phải lắp cửa chắn gió hoặc tủ rượu, tủ giày, bình phong để ngăn cách mới được cát lợi. Không nên để cửa quá cao. Trong phong thủy, không nên để cửa nhà quá cao sẽ bị thị phi, tản mất khí. Nếu cửa quá thấp, người có chiều cao ra vào thì phải cúi đầu, không cát lợi. Kích thước thì phải tương xứng với ngôi nhà. Cửa chính của mái vòm đại diện cho trạng thái động ở phong thủy. Trong khi nhà ở cần tĩnh, cửa chính mái vòm không thích hợp. Nhưng đối với các công trình giải trí công cộng, cửa mái vòm lại có thể sử dụng. Trong phong thủy thì việc đặt cửa chính hay cổng theo hướng tốt là việc không thể thiếu, mỗi tuổi có một hướng tốt riêng. Mở cửa thấy nhà vệ sinh là điều cấm kỵ. Nhà vệ sinh là nơi có nhiều âm khí nên không may mắn nhất. Chính vì thế, người ta thường xây nhà vệ sinh vào những vị trí đại hung để lấy độc, trị độc. Việc vừa mở cửa đã thấy nhà vệ sinh cực kỳ không may mắn, những người sống trong đó sẽ gặp khó khăn và nghèo khổ. Đối với nam giới sẽ mắc bệnh thận, bàng quang, với nữ giới nhẹ thì ốm vặt, nặng thì mắc bệnh liên quan tới đường sinh sản. Nói tóm lại, để tránh những điều này ngay từ khâu thiết kế, chuẩn bị xây dựng cho bạn những góp ý với những bản vẽ hoặc nếu là mua nhà chung cư thì nhất định không chọn những căn có nhà vệ sinh đối diện cửa lớn. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.